Đây, hôm nay tôi đi về thăm chồng tôi nha. Đây, chồng với con tôi đây. Nắm lùng đó con, Nhiên Nhiên. Mở cửa coi. Nhiên. À, sao gãy răng hả? À? Rồi nắm lùng đâu? Nắm lùng ngủ hả? Gì? Gì hả? Ba nhổ hả? Có khóc không? Có khóc không? Nhiên đi về với mẹ không? Ngang về với mẹ không? Ở với ai? Ở dưới ba. Năm lùng ngủ hả ông Nam? Rước đi nữa hả? Nhị lên mẹ mấy ngày nhớ mẹ không? Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ba, nhớ mẹ. Ai? Ai đâu? Bố Hưng. Hôm nay là Hào Canh được đứng trên cái khách sạn mà 5 tầng như thế này, thì tại cái thành phố Hồng Ngự thì nó nằm ngay cái đường này là đường gì quên rồi, Võ Văn Kiệt hả? Đường Võ Văn Kiệt. Tất cả là cái đường này rất là lớn nha, và nó có tất cả ngang hàng đối diện với cái khách sạn của Hào Canh luôn. Thì đặc biệt ở đây thì mọi người nhìn hết trơn, tham quan một cái khu mà là cái khách sạn mà Hào Canh đang chuẩn bị làm là Hào Canh Shop 4, khách hotel, khách hotel Shop 4 Hà Kiều Anh, Hà Quanh Shop 4. Thì bây giờ anh sẽ quay xương một cái trung tâm cho mọi người coi cái thành phố Ngự ha. Đó, nó rất là đẹp luôn, nó rất là đẹp luôn mọi người ơi, dễ thương lắm mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Thì đây, đó bây giờ là tầng 6 là cũng như là tầng 6 nha. Thì tầng 6 thì nó có này, bây giờ em sẽ đi hết cho mọi người coi. Đi xuống để coi tất cả những cái hành trình. Là cái khách sạn của em ở đây là full đồ thoải mái ha, lên đây làm bị cu ha. Đúng rồi, chẳng hạn như là party á, chiều đồ cà phê pháo là ha, ngồi là cháu quẩy đó hết giờ sắc luôn, mát cự luôn. Đây là cái khách sạn của em thì em đang cho sửa chữa lại, tức là tính ra cái tầng ở trên đây còn là 6 đúng không? Dạ đúng rồi, 6 cũ giờ máu rồi nè, em có trong một con hết giờ nghe. Khách sạn của em đây là tầng 2 đúng không? Đúng rồi, tầng 5. Đây là tầng 2. Bây giờ chúng ta coi dẹp hết, để em làm lại. Bây giờ mình coi dẹp hết nha, đó đầy đủ chưa? Mà bây giờ em coi dẹp, bây giờ em đóng lại, em đi từng cửa này. Đó. Đó. Đây chúng ta coi dẹp luôn. Ở trên đây cái giường ở tay, chắc em dưới hả? Cái giường đó mai không biết làm gì. Tôi trên đây cái giường. Cái chuyện có tên mà. Bây giờ phải là đồ ở đây. Dồn qua đang làm. Dồn qua đây để làm để sửa chữa lại. Đây. Đó, nè. Đang dồn qua đây hết à. Là cái này là tầng 5 nha, hai là tầng 4. Bây giờ là cái này tầng 5 đó là tầng 4. Có một thằng máy mà có đi vào dưới đi đây. Để đi thì đang cho nó xem hết đi. Cái sàn của mình. Ở đây là tầng 5. Tầng 3, ý tầng 4. Tầng 4, ở đây là tầng 4 nha mọi người. Đó. Cái này là khách sạn là giường đôi. Thế là phòng giường đôi. Phòng đôi. Đó. Nhưng mà mình đang gom lại hết để cho chừng nữa mình chặt vũ nè. Còn mọi người thấy không? Có bàn trang điểm cái hàng nè. Đó, cái bàn trang điểm rất là dễ thương đó. Nè. Thế là bàn trang điểm nè. Rồi ở đây là cái bàn ngồi cà phê nè, tủ lạnh nè. Rồi toilet. Phòng toilet nè. Rồi phòng này để ăn áo quần đến chị không nè. Đó. Và em sẽ đi tiếp nha. Nóc cửa lên. Đây, cái này là tính năng luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là dễ thương. Nó thì cái khách sạn này tới 5 tầng. Với phòng ở trên, ở trên là tầng 6. Sân thượng. Rồi giờ thôi, bây giờ nó cũng xưa xưa vậy thôi. Đó là tầng giường phòng. Bây giờ mình đi tiếp. Đó, nó hai thang. Một là thang bên đây. Thang cái gì? Dạ, hai là thang bên đây, ba là thang máy, thì không là ba cầu thang đúng không? Dạ. Lần đầu tiên em đi lên đây đúng không mọi người? Mọi người có tin mà em mua cái khách sạn này là
một triệu mấy đô, nhưng mà chưa bao giờ phải đi đi coi như gì luôn á. Bữa nay thì bây giờ phải cho nó sửa chữa là tay cái này là ba. Dạ, thằng ba. Thằng ba. Đó, cái này là phần nhìn chiếc. Cái này là phần chiếc phòng đơn. Hơi đẹp quá. Đó. Nó rất là dễ thương nha. Rồi bây giờ để nó xuống nữa. Cái này là phòng tiêu tiêu. Con tiêu. Đây là phòng có view nha. Đó. Đây là phòng tiêu nha. Phần trang điểm nè. Đó. Dễ thương nha. Đó. Dễ thương. Đó. Và cái phòng trang điểm. Ở đây cái view nhìn ra nè. Đó. Cái view nhìn ra, nhìn xuống dưới đường. Nhìn đối diện với ngân hàng Vietcombank và ngân hàng gì đó, ngân hàng cái gì ASD AB Bank An Bình AB Bank An Bình, ừ đúng rồi. Rồi cái này là tầng 3 đúng không? Dạ tầng 3. Tầng 3 nhiều gì mà một người sống rất rất là đơn giản, mua cái sản phẩm chưa bao giờ coi. Bữa nay bây giờ là tầng mấy rồi? Tầng 3 xuống tầng 2. Xuống tầng 2 nha. Đây. Bữa nay là anh dẫn bộ dẫn mọi người đi tham quan đúng không? Rồi. Đây là tầng 2 nha, bắt đầu tầng 2 cho mình đi tham quan. Tới tầng 2 đó, ở trên tầng 6 mình xuống. Bây giờ là ở đây là anh coi phòng giữa, đây phòng giữa phòng đơn nha. Đây. Đó. Đây là phòng đơn. Nó cũng có bàn ghế nè, tủ lạnh nè, tivi nè, giường nè. Rồi thêm cái này là giống như mình để các đồ cá nhân á, đồ cá nhân. Nó mọi người thấy nó rất là im không? Rất là dễ thương nha, đặc biệt luôn. Mới mốt ra Hà Khánh xin chào đón mọi người ở thành phố Hồng Ngự, khách sạn Hà Hà, Thường Anh, số 4. Hiện tại đó là khách sạn Kim Cương. Thì nó ở đây này, cái này mình ra đây. Đó, một cái viên là mình ra đường cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mốt nổi lời này. Ở đây là ngân hàng Vietcombank, ở đây là ngân hàng gì? An Bình hả? An Bình. Nam Bình, Banh. Đó, thấy không? Đó, cặp bên đây là cái biệt thự rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây là tầng 2. Đó, rồi mình xuống tới tầng 1 nha. Tổng cộng là cũng phải là một sân thượng và 5 tầng. Thêm 5 tầng nữa. Bây giờ mình xuống tới tầng 1 đang sửa chữa từ từ. Bây giờ sửa chữa lại. Đây. Cái này tầng trệt đúng không? Okay. Xuống tầng trệt đúng không? Dạ. Dạ. Đó là mai mốt là bắt đầu là em về đây mở, em chọn cái phòng ở đây. Ê. Em chọn một cái phòng ở đây nha. Cái phòng ở đây là phòng của em, mai mốt chọn phòng này là phòng của em. Để chân đồ, bây giờ đang sửa chữa là đang nào bớt sớ tóc nó lên lợi đang lên làm. Rồi bên đây em sẽ trưng bày tất cả cái mỹ phẩm bên em ở đây. Ngăn cách kiến lại. Đó. Là sẽ làm. Là tại vì bên đây là tới 3 căn liền. Còn bên đây là phòng của trợ lý. Trợ lý đang quay phim. Không, em ở trên lầu. Không, bớt ở trên lầu má. Nhìn đi bộ giờ nha. Đó, trợ lý cho nó ở trong phòng này. Đó, trợ lý không muốn nó ở trong phòng này. Em ý nghĩa phòng kia, còn phòng này để cho bạn bè. Không má, cho ta giữ để cho người giữ cũng được. Để cho cái người để giữ tâm rồi đó. Cái người trực ở đây á, đó là ở dưới là dành riêng cho người nội bộ hết rồi đó, ở dưới là dành riêng cho nội bộ hết đó. Thì cái sạn ở đây rất là, nhưng mà không biết chừng nào mới gọi nữa, thêm tháng nữa. Thì cái tôi nói thật sự, hay nhiều khi ha, nhà thành phố Hồng Ngự thì bà nội không biết bao nhiêu cái, nhưng mà thật sự tôi chưa có cái nhà nào là gọi là cái nhà của tôi, cho nên là bây giờ nhiều khi tôi đi hết, tôi không biết đi về đâu, không biết tôi ở đâu giống như ở đậu không, mặc dù rất là nhiều nhà nha, được thì rất là nhiều, rồi mặt tiền nhiều lắm á. À, khác chứ vậy. Ở đây rất là lớn. Cái đường rất là lớn luôn, mặt tiền rất lớn luôn. Đó. Nó mặt tiền rất là lớn nha. Có thể là đậu bao nhiêu chiếc xe tải cũng được luôn. Nó ở đây là ngân hàng, đó là ngân hàng MB. Cái này là AB Vietcombank. Trên đây chút xíu là gì ta? Trên đây là cái gì nữa đó, tầm mà tôi quên rồi. Nó nhiều ngân hàng lắm, rất là nhiều ngân hàng luôn. Thì thôi quay nhiêu đây được, tới đây là được ha. Bây giờ là nếu mong muốn mọi người có gì đó mọi người ghé ủng hộ em nha. Ở đường Võ Văn Kiệt, không biết phải Võ Văn Kiệt không, chứ cũng chưa biết chính xác nữa. Thì nó không làm gì đây. Võ Văn Kiệt. Mà chắc là Võ Văn Kiệt quá. Thì Võ Văn Kiệt, phường Thạnh, thành phố. Mong muốn có gì mọi người là ủng hộ em nha. Em sẽ bán mỹ phẩm ở đây luôn. Để
phục vụ mọi người cho tặng nơi tặng chỗ. Rồi bây giờ là tới đây hết nha. Đó là mọi người nha.